A Di Đà Phật. À, chùa thầy thì không có điều kiện để xếp ghế giống như là chùa của thầy Hiếu, cho nên là các cụ với lại các vị chịu khó ngồi ở dưới đất hơi tê chân một tí. Nhưng mà cuộc đời sanh tử của mình thực chất nó còn khổ đau hơn cái tê chân nữa, phải không? Có một lần khi sang tham dự một đạo tràng ở Âu Châu, thầy mới hỏi các Phật tử vậy chứ trong cuộc đời này vui với khổ cái nào nhiều hơn? Thì tất cả các vị Phật tử đó 95% trả lời là vui ít hơn là khổ. Khổ nó nhiều tới mức như thế, tức là chiếm cả 95% người bị khổ, có 5% là không khổ. Hỏi ra mới biết 5% đó là mấy đứa mới lấy vợ. Tại vì nó chưa thấy khổ chứ không phải là nó không khổ, phải không? Dạ. Có cái cô đó cô đứng lên: dạ thưa thầy, cuộc đời của con là 99% khổ, chỉ có 1% vui là được đi đến chùa gặp các thầy, là con tạm thời những giây phút đó con quên đi nỗi khổ niềm đau của con trong cuộc sống. Mà vừa nói vừa khóc, rồi vừa tâm sự loài chim biển nữa. Có cái anh đó, thầy hỏi ảnh, ảnh mới trả lời là 50% khổ, 50% vui. Tới chừng nhìn kỹ lên mới thấy cô vợ ngồi kế bên nhéo chân ảnh. Chứ ảnh đâu có dám nói khổ 70%. Cho nên điều hết là vui 50%, khổ 50% là tại vì bà vợ kế bên đã khiêu chiến rồi. Ông dám nói không? Ông dám nói khổ không? Rồi đây về ông biết tay tôi. Từ cuộc sống thực tế chúng ta mới thấy được cái nỗi khổ không phải là một cái gì nó ghê gớm, nhưng nó lại lặng thầm đi đồng hành với chúng ta suốt cả cuộc đời. Và có khi chúng ta không nhận ra được cái khổ, đây là điều mà làm cho mình cảm thấy nó phiền muộn nhiều hơn. Đến lúc nhận ra thì không còn có nhiều thời gian, không còn có nhiều cơ hội để mình phấn đấu, để đối diện với nghiệp chướng khổ đau của mình. Thầy thấy rất là vui là khi ra ngoài Bắc từ đằng xa, có một lần thầy đi dự lễ Khánh Thành ở Bắc Ninh á, thầy chủ trì đấy là bạn học của thầy từ ngoài Bắc vào đại học. Khi thầy về thầy lãnh cái chùa đấy, thầy xây dựng lại Khánh Thành, thì cái chùa nó nằm ở giữa giữa một cánh đồng, xung quanh đó là trồng trồng rau, rồi có cái cổng làng là đi xa nữa, mà từ ở đầu làng đó đi vào chùa là gần 500 mét. Mà thầy nghe rân trời hết là các Phật tử A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thôi, gặp nhau là chào A Di Đà Phật. Đây là một cái truyền thống rất là đặc biệt. Nhưng xin phép được hỏi quý vị một câu: niệm Phật để làm gì? Niệm Phật để làm gì? Dạ mời, thôi mời cô đi. Trời ơi, là thấy đẹp dễ sợ, đeo thẻ đeo nữa. Đây, thí sinh mang số đeo của tổ 1. Số mấy đó không biết nữa. Rồi, bây giờ cầm máy trả lời cho thầy nghe xem, niệm Phật để làm gì? A Di Đà Phật ạ, con xin kính bạch thầy với lại cùng tất cả các cầm cầm sát sát cái miệng. các cụ đồng tu ạ, là niệm Phật để về với Tây Phương Cực Lạc, nhất tâm bất loạn ạ. Niệm Phật để về với Tây Phương hả? Nhưng mà nhỡ không về rồi làm sao? Ở đây quậy quậy tiếp phải không? Phải không? A Di Đà Phật Niệm Phật để về Tây Phương thôi à? Chứ không có đi đâu nữa à? có để Có à? Đi đâu nữa? để học theo và làm theo lời của Đức Phật dạy ạ. Nhưng mà lỡ như chồng với con rồi người thân mình không thích cho mình niệm Phật rồi phải làm sao? Còn là phá hết mọi Phá phiền hết. não, phá Úi hết phiền giời ơi, mọi phiền não ạ. gớm nhỉ, chứng A tỏ Di cũng Đà bản lĩnh ghê lắm á, là Phật ai chống đối là kiểu như là
Hạ thủ bất lưu tình phải không? A Di Đà Phật. Gàn quá. Rồi xin hỏi một ý kiến khác, mời anh phía sau đây mang mắt kiến đây. Thầy niệm Phật để được thành Phật A Di Đà Phật. Sao thầy niệm mấy chục năm thầy chả thành gì hết vậy nè? Trong đây cũng có các cụ niệm ít nhất cũng phải 40-50 năm rồi đúng không? Và có thành Phật chưa? Nhiều khi còn thành cái khác còn ghê hơn nữa. Đây là nói theo kiểu thiền sư đó, niệm Phật để thành Phật. Tại vì sao? Niệm cái gì thì thành cái đấy. Niệm nhân thì sẽ đưa tới niệm quả. Nhân niệm Phật sẽ đưa tới quả là thành Phật. Đây là một ý tưởng hết sức là cao quảng, tức là vừa cao vừa rộng. Thôi mai mốt thầy cũng phải đi theo anh, để anh đi về cõi Phật, thầy bám theo. Người này thì về Tây Phương, người này để thành Phật. Ai có ý kiến khác? Vâng, mời một thí sinh ngồi ngay góc cầu thang. Quý vị cho một tràng vỗ tay cho bác này đi niệm Phật để thành Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Con xin kính bạch thầy ạ. Theo con thì niệm Phật để cho cái tâm mình được thanh tịnh ạ, và để cho xóa bỏ được những cái phiền não trong người và những cái nghiệp chướng ạ, và xóa bỏ được tham sân si ạ, để cho mình có một cái lực tu tốt để được vãng sinh ạ. A Di Đà Phật ạ. Con niệm Phật bao lâu rồi? Con niệm Phật được 2 năm ạ. Rồi con có bớt phiền não, có xóa nghiệp chướng được chưa? Dạ A Di Đà Phật, con thấy là cái tâm mình được thanh thản ạ. Sức khỏe được tốt ạ. Niệm Phật sức khỏe được tốt hả? Dạ. Vâng, thôi cho một tràng vỗ tay cho một ý kiến mới, niệm Phật sức khỏe được tốt. Tất cả ý kiến của quý Phật tử không sai, nhưng mà chúng ta hiểu nó chưa được rõ ràng, đúng không? Vâng, hôm nay thầy xin phép chia sẻ với tất cả quý Phật tử qua chủ đề vì sao ta niệm Phật. Và trước hết chúng ta phải hiểu cho được niệm Phật là cái gì thì mình mới làm được, phải không? Ví dụ như là tụng kinh thì mình phải biết cái công đoạn tụng kinh nó phải trải qua những bước như thế nào. Rồi may đồ chúng ta phải biết như thế nào, từ cách chọn vải, từ cách chọn chỉ và thiết kế mẫu mã. Thì niệm Phật cũng vậy. Đây là một quá trình lớn của đời người. Quá trình này nó có điểm khởi đầu, nhưng chúng ta tìm được điểm kết thúc của nó phải trải qua một thời gian rất dài. Không phải của một đời người, của một kiếp nhân sinh phù trầm 36.000 ngày là đưa ra đáp án tìm về đích được, mà nó phải đắp đổi từ đời này qua đời khác. Công hạnh đó phải được liên tục trong từng hơi thở của chúng ta giữa cuộc sống đổi thay này. Nhưng chúng ta phải biết con đường niệm Phật là con đường như thế nào, pháp môn niệm Phật là pháp môn ra làm sao. Ở đây không có thời gian nhiều để giải thích các pháp môn niệm Phật, chỉ nói một cách ngắn gọn chúng ta hiểu khái quát về hai chữ niệm Phật. Niệm nghĩa đơn giản nhất đó là nhớ, là nghĩ. Niệm Phật tức là nhớ tới Phật, nghĩ tới Phật. Quý vị thấy nghĩa này đơn giản không? Nhưng mà niệm Phật bằng cái gì? Bằng cái miệng. Cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm suốt từ sáng tới tối, từ tối tới sáng cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật hoài, niệm được không? Lúc chồng đang bệnh, lúc con đang ốm đó, đứng đó mà niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thì chồng trợn trắng lên bảo điên à. Phải không? Cho nên niệm Phật khi thuận tiện chúng ta niệm bằng miệng, nhưng lúc không thuận tiện chúng ta sẽ niệm bằng tâm. Có bác đây, bác tới đây, bác học Phật đây, bác khoe là các thầy dạy niệm Phật con thấy thích quá đi, niệm Phật nó vơi bớt đi phiền não, bây giờ còn thêm ý kiến là tăng thêm sức khỏe tốt. bác nói con niệm con thích lắm, con niệm cả ngày cả đêm, không biết niệm làm sao, tuần lễ
Một tuần lễ sau thôi, cả gia đình mấy đứa con của bác ra đây thưa thầy, sao mẹ con bây giờ lạ lắm. Thầy hỏi sao lạ? Mẹ con không biết làm sạm gì, từ sáng tới tối mới 3 giờ sáng thức dậy à. Đọc A Di Đà Phật, tụi con không có ngủ được. Chúng con không có ngủ được, con năn nỉ mẹ là đợi chúng con thức dậy đi làm rồi mẹ hãy niệm Phật. Không, tụi bay câm ngay, để cho mẹ tu. Mỗi lần niệm Phật cả nhà thức hết. Tại vì nhà thì không có điều kiện mỗi người ở phòng riêng, cho nên là nó không có kín đáo, không có cách âm được. Mà bà thích niệm to, tại vì thầy nào dạy bà đó là niệm, mà niệm to lên á thì sẽ có phước báo mau vãng sanh. Mấy đứa con đặt bà là đài phát thanh. Mỗi lần bà niệm Phật là mấy đứa nói đây là tiếng nói Việt Nam. Bà niệm rất là to, bà niệm to, lớn tuổi rồi, 65, 66 tuổi mà người thì bé tẹo thôi, không hiểu sao tốt phổi lắm. Niệm thật là lớn vậy đó. Xong rồi đó, niệm mệt rồi bắt đầu bắt máy lên niệm Phật. Bắt máy niệm á, cái máy niệm Phật đó mở lớn lên, rồi bà ngồi kế bên bà nhét nhét theo. Bà nói vì mà không có đọc ra tiếng á thì không có phước, với lại bà sẽ buồn ngủ. Rõ ràng niệm Phật là tốt, đúng không? Nhưng mà bà niệm không có đúng lúc, không có đúng cách, bị phản tác dụng. Tu pháp môn gì, quý vị phải đề cập tới một vấn đề, đó là đem tới sự tĩnh lạc cho mình và cho người. Bà tu bà biết cùng mình bà, người khác là bà dẹp. Nó giống như cô này vậy đấy, phá hết, phải không? Phá nổi không? Chỉ nhất thời thôi, người thân mình còn quý mến, còn thương yêu mình thì được, chứ còn không quý mến thì cho một phát là lên đường ngay. Lúc đó khỏi tu, khóc thôi. Niệm là nhớ, là nghĩ, đây là cái nghĩa đơn giản, Phật là Đức Phật. Nhưng cái nghĩa sâu hơn, niệm là hằng sống. Tức là luôn luôn sống, sống bằng một cái nếp sống tỉnh giác, giá trị tỉnh giác, đó là chất liệu của Phật. Niệm Phật là hằng sống với lại tâm tỉnh giác của con người. Tâm tỉnh giác đó chính là chất Phật, hay nói theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đó gọi là Phật tánh, hay kinh Niết Bàn gọi là nhân thành Phật. Chúng ta hằng sống với lại cái ý niệm tỉnh giác đó thì mới được gọi là niệm Phật. Thì ý niệm tỉnh giác là gì? Nói hơi trừu tượng, tức là chất Phật ở trong tâm của mỗi con người. Nói theo dân gian, đó là lương tâm của con người. Tức là cái tâm thuần thiện, cái tâm không có nhiễm, không có dơ, tâm an tịnh. Cái tâm đó ai cũng có hết, và Đức Phật khẳng định rất là rõ ràng, Ngài là Phật đã thành, và chúng ta là Phật sẽ thành. Nếu như mình biết sống với lại cái lương tâm thanh tịnh, trong sáng đó, đó chính là chất Phật. Mỗi một ngày cho mình ngủ 8 tiếng đi, tức là còn lại 16 tiếng đồng hồ là chúng ta thức. Thì bây giờ đó, các vị cứ kiểm tra lại coi 16 tiếng đồng hồ trong một ngày chúng ta làm cái gì. Có khi ăn, rồi có khi gặp bạn bè, rồi có khi gặp người này người kia mà chúng ta quý, chúng ta mến. Chưa kể tới có khi đi, gọi là đi buôn dưa lê, phải không? Tiếng Bắc gọi là đi buôn dưa nê, tiếng miền Nam gọi là bà Tám đó. Tức là nhiều chuyện, tức là chuyện không dính gì tới mình cũng nói, rồi mình thêm ý tưởng của mình vào, đứa này tốt, đứa kia xấu thôi, đủ trò hết. Tất cả những câu chuyện đó không đem tới sự tịnh lạc cho mình. Đức Phật gọi đó là hí luận, Thiền Tông gọi là thị phi, dân gian gọi là bà Tám. Rồi trong 16 tiếng đồng hồ còn lại, chúng ta có khi còn phải giận dữ, có khi còn phải gây lộn, có không?
có tất, có hết. Lên bàn ăn, chúng ta có ngồi vào chúng ta ăn ngay không? Phải nhìn một lượt để xem món nào hợp khẩu vị, chúng ta kéo cái ghế ngồi gần món đấy. Không biết quý vị thế nào chứ thầy là dọn nhiều thức ăn thì ăn không được. Chả lẽ những món thích mà nó nằm xa rồi chúng ta với tới chúng ta gấp, phải không? Mà những món mình không thích thì lại dọn gần mình mới tức chết đi chứ. Cho nên thôi khỏi ăn luôn. Ngồi im mới thấy được cái tâm tham của chúng ta nó trỗi dậy. Ngay lúc đó, cái chất trong sáng ở trong tâm của mình nó biến mất, nhường lại cho cái chất tham lam. Tức là cái ý niệm thánh thiện của Đức Phật đã lùi lại rồi. Và những bước chân của sự tham đắm nó sẽ chen lên. Thì bây giờ cứ so sánh và cứ suy nghĩ lại thì quý Phật tử sẽ thấy trong một ngày chúng ta bận rất là nhiều, mà chính vì những cái bận đó, do suy nghĩ, do tập quán mà Đạo Phật gọi là nghiệp, chủng tử nghiệp nó hiện hành, nó chi phối hết. Và cứ thế mà chúng ta giận, chúng ta buồn, chúng ta hơn thua với nhau từng lời nói. Có người khéo hơn thì chỉ những cử chỉ nhỏ thôi, ánh mắt, bước chân. Rồi có người khéo hơn là không thèm nói tới một lời nào, nhưng trong lòng thì đầy dẫy những hơn thua, hận thù, buồn phiền, ngang trái cuộc đời bắt đầu nó mở ra. Thì ngay lúc đó chất Phật nó không tồn tại nữa. Cho nên mình niệm Phật, tức là mình hằng sống với ý niệm tỉnh giác. Quý vị nghĩ coi mỗi một ngày chúng ta niệm Phật được bao nhiêu lần? Ít lắm, phải không? Rất ít. Tức là niệm bằng miệng đấy, mà còn ít nữa huống chi niệm bằng tâm. Nhiều khi ngồi niệm Phật chứ cái bụng mình nghĩ tới chuyện gì đó ai chả biết. Đang ngồi đây chứ còn lo tới cái chuyện đổi vé để ở lại không về Hà Nội. Có không? Có. Ngoan quá, khai hết. Để thấy được cái tâm của chúng ta nó không có dừng lại và ở trong duy thức học, so sánh nó như là một dòng thác ở trên núi đổ xuống dưới dốc, nó chảy liên tục, gọi là hằng chuyển như bọt lưu. Tức là cái tâm thức nó chảy liên tục như vậy, nó không có dừng lại. Mà không dừng lại thì cái chất Phật nó chỉ thoáng qua rồi nó bay đi, để lại sự ngỡ ngàng bơ vơ của chúng ta giữa đôi bờ sinh diệt. Chính vì lẽ đó mà chúng ta phải niệm Phật. Cho nên lý do thứ nhất chúng ta niệm Phật giống như một Phật tử ngồi chỗ gốc cầu thang nói đó, là để diệt trừ đi phiền não. Đây là lý do thứ nhất chúng ta niệm Phật, để diệt trừ đi phiền não. Vì mình biết được cái niệm Phật là gì rồi. Khi chúng ta đọc một câu Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta niệm bằng cả tấm lòng, bằng cả hơi thở của mình, thì cái niệm Phật đó mới quan trọng. Chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đúng không? Chữ Nam Mô có nghĩa là quay trở về, đem cả sinh mạng này nương tựa. Nương tựa vào đâu? Nương tựa vào Đức Phật A Di Đà. Chữ Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa như thế đó. Đã bao nhiêu đời con trôi lăn trong sanh tử mệt mỏi rồi, bây giờ con xin quay trở lại, đem cả thân này, tâm này, mạng này xin được nương nơi Đức Phật A-di-đà. Cái đó gọi là Nam-mô A-di-đà Phật. Nguyên văn tiếng Phạn đọc là Nam-mô A-mi-ta-va. Trong kinh Nikaya thì không có, chỉ có Nam Mô Buddha, tức là xin được quay trở về nương tựa với Đức Phật. Vì sao? Đường luân hồi con đi mòn mỏi, dưới Phật đài xin nguyện quy y. Mình phải thấy được cái nỗi khổ đau nhọc nhằn của mình trong kiếp luân hồi, chúng ta mới quay trở về nương tựa Đức Phật. Còn mình thấy cái cuộc luân hồi của mình nó không có phiền não, nó không có đau khổ, thì chúng ta không có cần phải niệm Phật. Cũng giống như mình
Vì sao đi bệnh viện? Vì mình mệt quá, thở không được. Vì bệnh nó làm cho mình nó đau đớn trong cơ thể. Chúng ta phải đi bác sĩ. Đi bác sĩ để kéo lại sức khỏe, để tìm về sự sống cho cái cơ thể vật chất này. Nhiều khi chúng ta còn nhanh như thế, nhưng mà vì sao những cơn bệnh sanh tử trầm luân chúng ta lại không thấy nó thống khổ? Cuộc luân hồi nó mòn mỏi rồi, nó mệt lắm. Chúng ta phải quay trở về, chúng ta nương tựa với Đức Phật, đồng với nghĩa chúng ta chấm dứt khổ đau, hay nói như cái vị Phật tử đó nói là giải trừ đi những phiền não. Mình phải tha thiết như thế đó, chứ còn miệng thì niệm Nam Mô Di Đà Phật, tay thì móc điện thoại ra nghe, thôi chết rồi. Xin lỗi, có một lần thầy thấy có một vị thầy đó cũng A Di Đà Phật mà móc điện thoại nghe cái điện thoại này chưa xong, cái điện thoại kia reo, hai túi hai cái điện thoại còn hơn business nha. Hết thời gian để tu tập. Lúc trước thầy cũng có một thời gian là nghe điện thoại nhiều quá, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, rồi thêm cái quy y điện thoại. Cái điện thoại reo suốt ngày suốt đêm, reo tới mức nghe không nổi nữa. Phật tử cứ gọi, chuyện gì cũng gọi, thưa thầy thì giúp giùm con. Thậm chí muốn mua cái bàn, mua cái tủ, cũng thầy ở chỗ nào bán bàn bán tủ. Thầy nói trời ơi, thầy đâu phải Thông Tấn Xã Việt Nam đâu à. Mà cái gì cũng gọi tới hỏi. Thậm chí chồng có vợ bé cũng gọi thầy nữa. Bây giờ thầy tính làm sao con bắt được tại trận là ổng với con quỷ đó trong phòng đó, giờ làm sao thầy? Nó cũng gọi điện cho thầy giống như thầy xúi chồng đi cưới vợ bé vậy. Nghe riết chịu hết nổi, không chịu nổi nữa, cuối cùng ngưng sử dụng điện thoại một thời gian. Ngưng sử dụng luôn, nghe không được, nửa đêm nữa hôm cũng gọi nữa. Mà gọi toàn là kể chuyện buồn không. Còn lúc vui quên thầy mất tiêu. Cứ buồn cứ tìm tới thầy. Chẳng qua người ta tin tưởng rồi người ta muốn mình tư vấn hay là giúp ý kiến trong những lúc mà người ta khó khăn, người ta chưa có tìm ra được một cái phương án nào giải quyết cho nó hợp lý. Nhưng ngay lúc đó thầy thông cảm lắm. Thầy nghĩ là Phật tử rất là cô đơn, không có chia sẻ được với ai hết. Thế mình mới thấy Vũ Thành An viết hay: vạn người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đương. Chúng ta quen khắp thiên hạ, tri kỷ được mấy người, phải không? Cho nên gọi nói tùm lum hết. Thậm chí cha mẹ cũng không nói, vợ chồng với nhau cũng không nói, con cái cũng không nói, đem tới nói cho ông thầy. Nói riết ông thầy muốn chết luôn cũng nói. Như bữa hôm á, thầy đi tới cái đạo tràng đó ở bên Mỹ, quý vị biết á, đó là một cái pháp hội Địa Tạng, mở ra tụng kinh Địa Tạng 3 ngày 3 đêm, thì có mời các thầy tới giảng. Thầy tới giảng một buổi, giảng xong quý vị biết giảng 2 tiếng đồng hồ, tiếp Phật tử không 3 tiếng đồng hồ. Có cái bác đó: trời ơi, con trông thầy qua đây con già lắm rồi, con đi về Việt Nam không nổi, con thăm thầy không được. Con trông thầy qua để con kể cho thầy nghe đời của con nó khổ còn hơn đời cô Lựu. Quý vị có nghe cái tuần cải lương đời cô Lựu không? Bà ngồi bà kể hoài. Bà nói con trông thầy qua con kể cho thầy nghe, nghe xong rồi con chết cũng được nữa. Mà bà kể 20 phút rồi chưa hết câu chuyện, từ nhỏ cho tới lớn, tới khi lấy chồng. Nhỏ thì cha mẹ không thương đem đi cho xong rồi tới 12 tuổi nhờ được đem về cho đi ở đợ để lấy tiền xong rồi đó, tới lớn lên lấy chồng đâu có thương yêu gì, thấy ông đó tới hỏi cưới gật đầu liền cho thoát khỏi cái cảnh khổ, té ra gặp ông chồng nát rượu đó. Rồi á, bây giờ có con, có 3 đứa con, nó cũng hư đốn cũng khổ. Rồi bây giờ già cũng ở một mình, mấy đứa con không ngó ngàng tới. Rồi á, anh chị em bà con họ hàng ở Việt Nam tối ngày cứ kiếm chuyện mắng nhiếc rồi chì chiết rồi xin tiền khổ. Bà kể vừa khóc. Thì mấy vị Phật tử kia mới nói: chị ơi, chị nói 5 phút thôi để cho người khác nói nữa. Không, cho tôi nói đi, tôi nói xong tôi chết cũng được. Bà chưa chết là thầy chết rồi. Ta nói nhiều quá. Nói nhiều quá làm sao thầy nghe nổi. Mà cái trói buộc của đời sống thường nhật là những cái gì? Rất nhiều. Đơn giản là thứ nhất là tài sản, hay nói đơn giản là vật chất. Thứ hai là những thú vui của cuộc đời. Thứ ba là quyền cao chức cả hay là tiếng thơm.
thứ tư là món ăn, thức ăn đó, và thứ năm đó là ngủ nghỉ. Con người ta bị vướng bận năm thứ này, không thoát ra được. Mấy bác đã từng đi Ấn Độ rồi đúng không? Khi đi sang Ấn Độ thì mấy bác đem đồ gì theo? Áo quần phải gọn gàng, hành lý phải đơn giản và một ít thực phẩm mà đem từ Việt Nam sang, chứ thức ăn Ấn Độ khó ăn, đúng không? Thầy cũng đi Ấn Độ. Kỳ đó thầy tháp tùng với lại các phái đoàn của 12 quốc gia, trong đoàn thầy là 86 người đi tới Ấn Độ. Nếu như mình đi từ Việt Nam đi sang nó dễ lắm. Còn các quốc gia khác như Mỹ, Canada, rồi Thụy Sĩ, rồi Phần Lan, ta đi bất tiện lắm. Những chuyến bay nó không cùng một lúc, phải đợi. Đợi 2 ngày tất cả các phái đoàn mới tới đủ. Rồi chia ra 4 xe. Tại vì những cái nơi xa không có đi được bằng máy bay, phải đi xe. Mà suốt cuộc hành trình đó là không có đi máy bay, chỉ đi xe thôi, nó mệt gì đâu. Những thắng tích hoặc là những nơi Phật tích đều ở rừng sâu, hoặc là ở những cái ngôi làng mà nó xa xôi hẻo lánh. Các vị nhớ đi xa lắm, đi cực lắm. Thì trong chiếc xe của thầy, thầy làm trưởng đoàn xe đó, có một bác đó điệu thôi là điệu. Nguyên đoàn người ta ăn chay hết, độc nhất một mình bà không chịu ăn chay. Bà đem thức ăn mặn theo bà ăn. Rồi bà lén lén bà đi kiếm chỗ bà mua trứng bà ăn. Bên sau Ấn Độ đâu có bán thức ăn mặn trừ khi nào mình đặt thôi. Mà khó lắm, thầy cũng đi vào chợ thầy tìm để quay những phóng sự, không có tìm ra chỗ bán thịt cá nha. Nó có bán mà nó bán cái gốc nào đó. Xã hội đó ăn chay, bà kiếm bà ăn trứng. Đấy. Bà nói bà tu thì tu chứ bà ăn chay không được. Thầy nói Đức Phật dạy rồi, mạng người trong hơi thở, hễ mà hít vào không thở ra là chết, coi như là có thể chết bất kỳ lúc nào. Thế mà bà điệu, bà nói thấy cũng tội lắm. Bà nói con già rồi, con làm vậy làm chứ phải cho con điệu, chứ phải cho con ăn mặn, chứ con ăn chay con ăn không có được. Tới chừng đi xuống sông Hằng, thầy chỉ mấy cái xác chết mà nó trôi nó nổi lên đó. Rồi cá thì ở dưới nó rỉa, còn ở trên là quả nó mổ, thầy chỉ. Thầy chỉ cho bà. Trời ơi, bà khóc bù lu bù lo, bà nói thầy ác thế. Tại sao thầy chỉ cái xác chết cho con nhìn, gớm quá. Thầy nó mai mốt bà cũng vậy đó, dục luôn với sông Hằng. Vậy mà quý vị biết đó. Vali của bà toàn là thầy bê không, nguyên cái đoàn xe thầy chỉ có mình thầy với có một cái em thanh niên đó đi nữa, mà nó tối ngày cái nó cứ kè kè cái con nhỏ quỷ kia, nó không làm gì hết. Toàn là bà già không, là thầy phải khiêng mấy chục cái vali lên xe vậy đó, mệt gần chết vậy. Thầy nói hai đứa mày buông ta ra coi, đi lạc ta báo cảnh sát tìm về cho. Tối ngày cứ hai đứa xách tay đứng địa giống khùng vậy đâu á. Đi tới Đức Phật mà nó đi chơi không à. Rồi cái đi lên núi Linh Thú đó, đi đảnh lễ cái chỗ mà Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa đó. Các vị có tới đó không? Cái đường đi nó khó lắm phải không? Lúc mà đi lên cái chiếc xe đi cáp treo đó, thì cái cáp treo Ấn Độ nó đâu có giống với Việt Nam, nó sơ khai lắm. Nó quay mòng, mình ngồi vào đó là chưa chắc vậy. Bà đứng sơ rớ thì sao? Cái đó nó trúng vô cái mòng của bà té chua nhủi. Bên ôi giời ơi, Đức Phật mà chả linh thiêng gì vậy? Bà mang đôi guốc một tấc làm sao bà bước lên được, phải đi chân không hoặc mang giày. Mà thầy nói bữa nay leo núi bác đừng có mang guốc nữa, mang giày đi. Không, đi lên đó bị lật đôi guốc trật cái chân. Cuối cùng thầy phải đưa đôi dép của thầy cho bà mang, thầy phải đi chân không đó, chịu đời có nổi không được. Rồi phải dìu bà nữa, tội vậy đó. Nhưng mà tới khi sắp trở về Việt Nam, bà mang hết đồ đó bà cho, bà phát tâm ăn chay trường. Bà giờ tu tinh tấn lắm, bà gọi điện về bà cảm ơn thầy. Bà nói con cảm ơn thầy, con nhờ thầy, chứ nếu không có thầy chắc con còn nghe tạo nhiều nghiệp chướng nữa. Đó, bây giờ là hết đầm rồi, mặc vạt hò thôi. Đó, rồi tu hành cũng đàng hoàng, ăn chay, mấy người con mừng lắm. Là không người con nào dám nói, gia đình nó gia giáo kỹ lắm. Tức là bà già thế nha, con bà 50 mấy tuổi bà bắt cúi xuống, bà đánh roi vào đít. Có chồng có vợ gì thay kệ, bà vẫn bắt cúi xuống bà đánh. Mấy người con nó cảm ơn thầy lắm.
Đấy, quý vị thấy đó, một câu chuyện vui, nhưng chúng ta hiểu ra được một điều, sự ràng buộc ở trong cuộc sống này đem tới phiền não cho mình những chuyện rất lặt vặt. Như bác đấy, bác bị ràng buộc bởi áo quần, giày dép, son phấn, những cái lặt vặt đó nó trói buộc mình, rồi nó đem tới phiền não cho mình. Đâu phải lúc nào mình cũng có thể là mình thoải mái với những cái điều đó đâu. Cho nên niệm Phật, khi chúng ta quay trở về, chúng ta tha thiết niệm Phật, chúng ta sẽ bớt được phiền não. Đó là lý do thứ nhất vì sao chúng ta niệm Phật. Lý do thứ hai, chúng ta niệm Phật để ba nghiệp được thanh tịnh. Ba nghiệp đó là thân, miệng và ý, lời nói, hành động và suy nghĩ. Tại sao khi niệm Phật mà ba nghiệp chúng ta thanh tịnh? Thứ nhất, khi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta niệm bằng cái miệng, thì lúc bây giờ cái miệng mình có rảnh để gây lộn không? Cái miệng mình có rảnh để nói chuyện hơn thua thị phi với người khác không? Không, tại vì mắc niệm Phật rồi, cái miệng mình đâu còn rảnh nữa, đâu có ở không đâu mà đi chửi lộn, đâu có ở không đâu mà gây, đâu có ở không đâu mà lớn tiếng nhiều lời hơn thua với người thân của mình. Cho nên khi chúng ta niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, tuy rằng có 6 chữ thôi, nhưng ngay lúc đó khẩu nghiệp chúng ta thanh tịnh. Mình không có nói những cái lời ác, không có gieo cái nhân xấu từ cái lời nói, cái miệng của mình, cho nên khẩu nghiệp được thanh tịnh. Nói tới khẩu nghiệp thanh tịnh, thầy mới nhớ tới một câu chuyện của một cái cô đấy. Lúc đấy là thầy mới vào chùa đi tu thôi, không biết hồi bữa hôm thầy có kể các vị nghe chưa, cái cô mà tới chùa xin bùa đấy, có nghe chưa? Lúc đấy thầy mới vào tu được 3-4 tháng thôi, thì có một cô Phật tử đi tới chùa khóc nức nở. Thì lúc đấy các thầy, các sư huynh lớn đi học hết, chỉ có mỗi một hòa thượng với thầy ở nhà thôi, thì thầy trực ở dưới. Thì thầy hỏi có việc gì không cô, mấy thầy có giúp được gì không, cô không nói không rằng gì, cứ ngồi khóc. Khóc bù lu bù lo vậy, khóc 2 tiếng đồng hồ. Thầy nghĩ là cuộc đời của cô này chắc là khổ lắm, trải qua biết bao nhiêu trung chuyên, cho nên mới khổ như thế, khóc. Thầy đi lên thầy tụng kinh, thầy cúng Phật xong xuống, cổ vẫn còn ngồi đó khóc thúc thích. Thầy hỏi có việc gì không, cô nói cuộc đời con nó khổ lắm, thầy khóc thêm 45 phút nữa. Thầy mới hỏi chứ bây giờ thầy có giúp, thầy giúp được gì các thầy ở trong chùa. Cô nói là con nghe người ta đồn với nhau là hòa thượng chùa này cho bùa thiên lắm, cho nên con tới con xin bùa cho cuộc đời của con nó bớt khổ. Thầy hỏi khổ việc gì, cổ mới kể ra là chồng cổ không tốt với cổ. Hai vợ chồng lấy nhau được 8 năm rồi, thì bố mẹ cũng cho tiền cho nên lập ra một doanh nghiệp. Ông chồng là làm chủ doanh nghiệp đấy. Trước thì cũng tốt, nhưng bây giờ lần lần rồi đi rồi không về nhà. Riết rồi đi cả tuần mới về một lần, chồng phản bội. Rồi bố mẹ chồng lại là cái người khó khăn ác ôn, cứ bắt lỗi từ chút, lẽ lý lẽ dữ lắm, cho nên cổ khổ sở. Rồi cộng thêm đứa con nó cũng ngỗ nghịch, rồi mấy đứa em chồng thì nó lại hổn. Cô nói con khổ quá, bây giờ con không biết phải làm sao. Mà thầy nói đủ lạ, cô này cũng ngoan, cô hiền, mà tại sao gia đình cô khó khăn thế, chuyện này hơi lạ, phải không? Tại vì cổ kể hết tất cả lỗi của người thân, mà cổ là số 1 La Mã, không lỗi gì hết. Thầy thấy chuyện này hơi lạ. Thầy mới nói là tôi ở đây tôi chưa có nghe ai nói hòa thượng cho bùa, chưa nghe. Cổ nói con nghe, xích lô đồn đó. Rồi cái bác xích lô chở tới, rồi cuối cùng thầy phải cổ đồ gặp cho được. Mà hòa thượng bữa đấy lại ốm, không có khỏe. Cổ đồ gặp cho bằng được, cuối cùng thầy cũng phải bạch lên cho cổ gặp. Rồi hòa thượng mới dẫn cổ ra trước cái đài Quan Âm đó. Hòa thượng, thầy thấy rõ ràng hòa thượng mới đọc thần chú Đại Bi, tụng một biến thần chú Đại Bi, rồi để cái chai nước cúng ở chỗ Bồ Tát đó, đem cho cổ, nói cổ đem về để cổ uống và cổ cúng Phật ở nhà. Rồi viết một cái chữ để vào trong cái gối của ông chồng, mà cái chữ thì thấy rõ ràng đó là cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà viết bằng chữ Hán. Thấy rõ ràng mà viết bằng chữ Tàu,
chữ hoa đó. Thì thầy nhớ hòa thượng dặn cổ là bây giờ đem cái nước này về cúng Phật. Khi nào mà ông chồng về đó thì cứ lại Phật niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát 3 lần rồi rót nước ra cúng, rồi xá ba xá xong lấy cái nước đó ngậm vào miệng. Nhớ là đừng có phun cái nước này, mà trúng người nào thì người đấy sẽ bị tai nạn. Cổ về không biết cổ làm cách gì á. Tháng sau cổ tới, cổ nói chỗ hòa thượng ở bùa linh quá, hòa thượng cho con xin thêm. Đố quý vị, thiên ở chỗ nào? Linh thiêng ở chỗ nào? Hả? Ở chỗ không dám phun đi đúng không? Vâng. Cô này cổ rất là hung dữ. Chồng nói một câu, cổ nói lại 10 câu. Ông chồng tức quá đập cái ly là cổ quăng luôn nguyên cái sóng chén ra đường. Hung dữ như thế đó. Cái nết dữ lắm. Cho nên bây giờ lại Phật ngậm nước, nước uống vô bị chết sao? Mà phun ra trúng người khác thì cũng chết sao? Cho nên ngậm hoài đâu có rảnh đâu gây lộn. Cho nên ông chồng cũng thấy sao vợ mình ngoan quá, vợ mình hiền quá. Cho nên ông cũng thấy lỗi làm ông. Ông mới về nhà, ông không có đi nữa. Đấy, thì bà vợ bà hết nổi điên lên, cho là bùa thiên tới xin nữa. Quý vị thấy đó, cái cuộc sống này tất cả đều do cái bản ngã của mình nó khởi lên, nó chấp trước vào. Cho nên tâm của chúng ta luôn bị phiền não. Mà niệm Phật thì cái miệng của mình nó sẽ không có rảnh để gây lộn, thì bớt tạo nghiệp. Giống như cô đó, cũng ngậm nước rồi cô đâu có rảnh đâu có gây lộn với ông chồng. Ông chồng nói một câu là cổ, cổ gây lại mấy câu, cổ cãi lại, cổ không bao giờ chịu thua chồng một câu nào hết. Ngay cả mẹ chồng cũng cãi, bố chồng cũng cãi. Mà gia đình bên chồng là rất là hiền lành đạo đức, mà qua con mắt của cổ là ai cũng khó khăn hết, ai cũng giữ hết. Cho nên khi chúng ta niệm một câu bằng miệng Nam Mô A Di Đà Phật là khẩu nghiệp, chúng ta thanh tịnh. Thứ hai, khi chúng ta niệm Phật và chúng ta đặt hết cái tâm vào trong niệm Phật thì tâm niệm đó gọi là trụ vào đương niệm hiện tiền. Khi trụ vào trong đương niệm hiện tiền đó thì lúc đó là niệm như là không niệm, đó mới thực gọi là niệm. Vì cái tiếng niệm Phật lúc nào nó cũng vẳng vẳng ở bên tai của chúng ta. Cho nên tâm của chúng ta sẽ không suy nghĩ những chuyện ác, lòng của chúng ta không có toan tính những điều xấu. Lúc đó ý nghiệp thanh tịnh, tức là dòng suy nghĩ mình sẽ thuần lại, những ý niệm trong sáng. Và khi chúng ta niệm Phật, chúng ta có cầm dao cầm búa đi rượt người khác không? Chúng ta có cầm cây đi đánh con không? Cầm gậy đi dí người khác không? Không, cũng không có dám mà làm những cái hành động mà nó trái với căn thường đạo lý nữa. Cho nên thật sự một câu Nam Mô A Di Đà Phật mà chúng ta niệm bằng cả tấm lòng của mình, ngay nơi đó ba nghiệp chúng ta sẽ được thanh tịnh, giải trừ được các nghiệp. Mà ba nghiệp được thanh tịnh sẽ cùng Phật về phương Tây. Tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Đấy, cái câu này nó sẽ hợp vào cái ý của cô này, đó là niệm Phật để vãng sanh về Tây Phương. Nhưng mà có vãng sanh không? Thầy quý vị là có vãng sanh không? Có không? Khi nào vãng sanh? Khi chết rồi mới vãng sanh à? Khi nào? Dạ, khi nào? Khi mà mình niệm mà không niệm tự niệm ấy ạ, thì là sẽ được vãng sinh ạ. Niệm mà không được cái gì? Mà không niệm tự niệm ạ. Không hiểu. Khi mà mình không niệm mà vẫn có nghe tiếng văng vẳng tai niệm Phật ấy, thì sẽ à, tức là niệm mà như không niệm lúc nào cũng nghe Phật. Tiếng văng vẳng bên tai là được vãng sinh hả? A Di Đà Phật. Sách nào nói? Con thưa Kinh thầy nào là nói? Đức Phật A Di Đà nói là khi lâm chung mà thân tâm bất loạn mà niệm được từ một danh hiệu đến 10 danh hiệu sẽ được vãng sinh ạ. Thì cái đó thì có, nhưng mà đâu có phải giống như lúc nãy bác nói. Phải không? Hai cái này khác, cái đó là nhất tâm bất loạn. Rồi thôi được rồi, cảm ơn bác. Tức là trong kinh nói đó, yếu tố để đưa chúng ta đi tới vãng sanh đó là nhất tâm bất loạn, tức là tâm không loạn động thì mới được vãng sinh. Nhưng mà lúc nào thì tâm chúng ta không loạn?
Lúc nào? Lúc ngồi liêm diêm trước Đức Phật, phải không? Hay là lúc mặc bộ đồ thiệt đẹp, đi ra ngoài đường mà mặc đồ đẹp như không mặc đồ đẹp, đi tới vũ trường như không đi tới vũ trường, phải không? Tại vì có hai vợ chồng anh chị đó ở Canada về nói: dạ thưa thầy, con đi nhảy đầm mà con cũng niệm Phật. Thầy không tin. Tại đang nhảy đầm sao niệm Phật được, nhảy tưng tưng sao niệm được, phải không? Vậy mà chỉ nói con nhảy đầm, con vừa nhảy đầm con vừa niệm Phật. Thầy nói chuyện này là hoang đường. Tất cả đều là hoang đường hết. Nhưng mà thật sự nếu như niệm Phật mà đạt tới cảnh giới đó thì chúng ta làm cái gì cũng không rời câu niệm Phật. Nhưng mà chắc gì hai vợ chồng người này đã đạt tới cảnh giới đó. Trời ơi, ta niệm Phật 50-60 năm ta chưa được kìa. Còn hai vợ chồng điệu như là cái gì vậy? Đi nhảy đầm tưng tưng vậy mà vừa nhảy đầm vừa niệm Phật. Thầy không tin. Đúng. Ấy, xin lỗi, thầy nói lớn quá. Đúng là tâm chúng ta không loạn thì chúng ta sẽ được vãng sanh. Nhưng mà tâm không loạn có phải là lúc chết tâm chúng ta không loạn không? Phải không? Không. Cho nên vãng sanh có thể vãng sanh ngay lúc còn sống, chứ không đợi tới chết mới vãng sanh. Mà mình thì cái quan điểm sai lầm là tới chết mới vãng sanh, phải không? Tại vì gần chết có người tới hộ niệm đó, ta tới tên niệm Phật cái mình nghe vậy cái mình vãng sanh luôn. Chuyện đó hy hữu lắm. Có nhưng mà ít lắm. Và chúng ta đừng có quan niệm sai lầm là chết mới vãng sanh. Vì sao? Vì tâm chúng ta thanh tịnh, nhất tâm bất loạn thì được vãng sanh. Thì ngay sống tâm mình cũng đạt được cảnh giới đó mà. Ngay lúc còn sống đây, tâm của chúng ta vẫn an tịnh, vẫn được vãng sanh. Điều kiện là tâm an tịnh, không rối loạn thì được vãng sanh. Thì trong đời sống mình tu tập, miễn sao tâm của mình nó thanh tịnh là được vãng sinh thôi. Chứ không đợi tới chết. Cứ trông cho tới chết mới vãng sanh, không có đạo gì mà ác ôn gì, không biết trông cho ta chết không à. Đâu có, không có cái chuyện đó, không có chuyện mà trông tới chết mới vãng sanh. Sống đây nè, năng lực con người còn mạnh, tâm lực còn dõng kiện, cơ thể nó còn khỏe mạnh thì cơ hội vãng sanh nó mới có nhiều. Còn gần chết thở không ra hơi thì làm sao vãng sanh được? Hiếm lắm. Quý vị đã có từng chết chưa? Chưa có kinh nghiệm chết phải không? Thầy có rồi. Tại vì thầy có một thời gian thầy bệnh gần chết. Bệnh như chết vậy đó. Nhưng mà quý vị có chứng kiến cái người sắp chết chưa? Có rồi, có người có chứng kiến rồi phải không? Cái người sắp chết như thế nào? Tội lắm, họ đau đớn lắm. Mắt mở không thấy. Mắt mở ra mà không thấy, nhiều khi không mở được. Cho nên cố nhướng lên để nhìn thấy. Vì thầy đã trải qua giai đoạn đó thầy biết. Tai ù không nghe. Nghe những cái âm thanh gì nó ghê lắm, giống như gió thét, sóng gào vậy đó. Nó rít ở bên tai chúng ta sợ lắm, những âm thanh ma quái. Cố nhìn, nhìn không thấy. Muốn nghe, nghe chẳng được. Làm cho tâm mình loạn. Chưa nói tới đau đớn của cơ thể. Thở không được, cứ ngước ngước hước lên. Cứ thế là miệng há ra, là mũi phình lên để mà lấy không khí. Nhưng mà có thở được không? Lúc đó chỉ dành lấy sự sống trong từng sát na một, từng giây phút một. Có rảnh để niệm Phật không? Chỉ trừ những người bình thường gieo cái nhân tu tập cao thì lúc đó họ mới làm chủ được cái cơ thể bệnh hoạn mà niệm Phật. Còn kỳ dư là không niệm nổi. Lo thở, rồi lo bám víu vào người thân. Vì mình chết rồi, tài sản mình để lại cho ai? Tiền nhiều quá, vàng nhiều quá để lại cho ai? Giống như bữa hôm cái bác đó vậy. Con cái bà khuyên, nhờ thầy tới khuyên giùm bà già bà bệnh rồi mà tối ngày bà cứ đem vàng ra bà đếm ha. Bà đếm hoài, tối ngày bà bắt con bà đem ra cho bà đếm. Mà bà không ngồi dậy nổi nha, bà ngồi bà lấy tay bà rờ rờ bà đếm. Bà nói sao cái miếng này bữa nay nó mỏng vậy? Tụi mày có tráo của tao không? Đó. Rồi chiếc nhẫn đó bà bắt con bà phải đeo vào cái tay của bà rờ coi. Bà nói sao cái hột sòn này bữa nay nó nhỏ thế? Cái viên kim cương này bữa nay sao nó không có to nữa? Gần chết rồi mà còn vậy, 80 tuổi. Thầy đi tới, thầy thăm bà. Nhằm ngay lúc bà đang kiểm tra tài sản, không thấy đường, nghe không rõ mà cứ rờ cứ ngày 3 lần đem tới cho bà. Thầy nói bác à, bây giờ bác không thấy. Bây giờ con cháu bác nó đem đồ giả tới bác rờ bác cũng không biết.
phải không? Cái bà ngồi bà khóc, bà nói con hiểu rồi. Cái bà không rờ nữa, bà không rờ nữa, mà bà cứ hỏi hoài, tao còn nhiêu lượng vàng, cứ hỏi con bà vậy đó. Đó. Bà hỏi làm chi vậy? Cái bà nói con biết để con tính, bây giờ đó, con chia hết cho mấy đứa nhỏ, rồi con gửi thầy lượng vàng, chết rồi thầy làm đám tang cho con. Nó để lại lượng vàng, nhờ thầy lo đám tang cho bà để cúng dường các thầy, mời các thầy tới tụng niệm, rồi xây mồ yên mã đẹp là tụng 49 ngày cho bà. Thầy nói bà để lại hết đi, cho con cháu bà, nó tạo thiện nghiệp cho bà, nó bố thí cúng dường, xây chùa, đúc chuông, tạo tượng, in kinh, phóng sanh, tất cả những việc đó hồi hướng phước báo cho bà. Nếu làm thành tâm, 7 phần công đức bà chỉ hưởng được có 1 thôi. Bây giờ bà còn không lo, bà đi lo kiểm tra. Thầy thì khỏi cần, bà chết đi thầy lo cho, khỏi cần đồng nào. Đâu có ai để cho bà phải nằm một chỗ đâu. Vậy mà bà nghe nha, bà nghe theo cái bà không để ý tới nó, bà niệm Phật. Bà niệm Phật thì 2 ngày sau bà mất. Mình cứ quan niệm là chết mới vãng sanh, thực ra không phải. Khi tâm của chúng ta không loạn động, không có bị những tâm niệm xấu nó chi phối mình, thì ngay lúc đó chúng ta sẽ được vãng sanh. Nhưng mà khổ một cái là mình vừa thanh tịnh nó thì tâm mình tiếp tục loạn. Chỉ cần nghe một bản nhạc thôi, bắt đầu chúng ta phân biệt tiếng hát này của ai, phải không? Nghe một lời nói thôi, chúng ta sẽ phân biệt lời nói này của người nào, nói tới ai. Hãy mà nói tới mình thì mình lắng nghe coi nó nói cái gì. Nếu mà nó nói tốt, cái thằng này đúng là nó tốt. Còn nếu mà nói xấu chê cái bà đó là bần tiện, là keo kiết, là nghe ác độc, thì trong bụng mình nghĩ con nhỏ này nó mất dạy thế. Chỉ cần nghe lời nói thôi, chưa thấy hình bóng là trong lòng mình đã loạn. Cho nên chúng ta niệm Phật có kết quả đó. Tâm có khi được thanh tịnh, có khi được lắng động, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc lại là nó bị náo loạn liền, bị nhiễu loạn. Cho nên vừa vãng sanh đó là chúng ta bị rớt lại trong cõi sanh tử phù trầm, hơn thua tốt xấu. Chính vì lẽ đó mà chúng ta phải niệm Phật. Niệm Phật để giúp cho duy trì được sự an tịnh ở trong tâm của mình, thì chúng ta mới có cơ hội được vãng sanh. Chứ đợi tới gần chết, trời ơi, thở không được, nhìn không thấy, nghe không được, rồi bám víu vào tài sản, vật chất, vào tình thâm, thì làm sao có cơ hội giải thoát. Lúc Đức Phật còn tại thế, có một đôi vợ chồng nọ, họ yêu thương nhau lắm. Nhưng mà chẳng may ông chồng cũng qua đời. Ngay lúc ông qua đời đó, bà vợ bà thương quá, bà ôm cái xác ông, bà khóc. Bà khóc lóc, bà không để cho người ta vào, người ta lo tận liệm. Bà khóc quá chừng. Tại Đức Phật đi ngang, Đức Phật mới thấy bà khóc. Đức Phật mới nói, do bà luyến ái cho nên chồng bà không thác sinh được, đầu thai là một con sâu ở trong mũi của bà. Rồi bà chửi Đức Phật quá, bà nói Đức Phật ác ôn rủa chồng bà là con sâu, con bọ. Bà nói ngay lúc đó tự nhiên bà ho, bà sặc cái văn con sâu ở trong mũi bà ra. Văn con sâu ra.